Thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em. Chào đón tất cả các bạn và các em đã đến với một chương học mới. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với chương 3, đó là các số đặc trưng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm các em nhé. Đó, đây là một cái chương học về thống kê. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên trong chương này Đó là tìm hiểu mẫu số liệu ghép nhóm tiết 1 Các yêu quý, ở trong chương trình lớp 10 thì chúng ta cũng có một cái phần học về thống kê đúng không? Lúc đó các em học về mẫu số liệu không ghép nhóm có nghĩa là uh, chúng ta đo đạc ra các cái số liệu và chúng ta để nguyên một cái bảng uh, như thế đúng không? Sau đó thì các em mới sắp xếp theo một cái trình tự uh, không tăng hoặc là không giảm đấy đấy và chúng ta tìm các cái số đo đặc trưng ví dụ như gì nhỉ? Uh, số trung bình, uh, số trung vị, rồi mốt, rồi tứ phân vị vân vân chúng ta còn nhớ chứ? thì uh, các cái đó ta gọi là các cái số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu Đấy, và lúc đó thì chúng ta học là chưa ghép nhóm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về mẫu số liệu ghép nhóm thì nó sẽ có cái điểm gì khác đấy và việc chúng ta tìm các cái số đo để đo số thế trung tâm thì nó có điểm gì khác không? thì kem sẽ cùng tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay. các em nhé. nào. À, đây chính là cái bài số 8 ở trong sách giáo khoa đấy kem. đó chúng ta sẽ cùng mở ra nhé ở lớp 10 thì ta đã được làm quen với các số đặc trưng để đo đúng để đo các cái xu thế trung tâm của mẫu số liệu không ghép nhóm đúng không nhỉ? trong nhiều trường hợp thì ta chỉ có thể có các số liệu dưới dạng ghép nhóm thôi. Ví dụ như là mọi khi nhé nếu các em đo các cái số liệu một cách kiểu rời rạc ấy, đo ví dụ đo chiều cao cân nặng của các bạn học sinh ở trong lớp này, rồi đo cái diện tích của một cái gì đó, diện tích của một cái mảnh đất hoặc là một cái rừng trồng nào đó vân vân. Rồi đo thể tích đúng không? của một cái cốc nước gì đó vân vân, rất là nhiều. Thì chúng ta thường là thu được những cái số liệu kiểu mà nó nó gần gần nó nó chênh lệch nhau đấy thì mà đấy là các cái nó nó rời rạc dạ. đấy thì đấy là các cái đối tượng khác nhé còn bây giờ có những cái mà chúng ta chỉ đo được các cái số liệu mà nó không uh, rõ ràng uh, luôn là bao nhiêu mà nó chỉ đo được ở trong khoảng bao nhiêu đó thôi chúng ta hiểu không đó có những cái số liệu chúng ta chỉ đo được nằm trong vùng trong khoảng bao nhiêu đó ví dụ như thế thì ta gọi đó là các cái số liệu dưới dạng ghép nhóm và căn bản là chúng ta sẽ chia một cái bảng số liệu đó ra thành nhiều các cái nhóm nhỏ nhóm này từ bao nhiêu đến bao nhiêu rồi nhóm kia lại tiếp tục nối từ bao nhiêu bao nhiêu đó và đấy có những cái bảng mà nó lại rất nhiều số liệu chẳng hạn thì chúng ta không thể ngồi mà tính cộng trừ nhân chia từng cái ra được mọi khi các cái số các cái bảng kia thường thì nó cũng hữu hạn số số liệu thôi, Mới cả nó cũng ít ít thôi đúng không nó không quá nhiều ấy thì chúng ta có thể tính toán được còn nếu cho nhiều trường hợp ấy thì mình sẽ ghép nhóm nó lại thì trước này chúng ta sẽ giới thiệu Người ta giới thiệu cho mình về mẫu số liệu ghép nhóm Và cách tính các cái số đặc trưng của uh, Để đo số thế trung tâm của mẫu này Đây là bài số 8 ở Trong sách giáo khoa đó Qua bài này thì chúng ta phải có được Chuẩn kiến thức kỹ năng Đó là chúng ta phải đọc và giải thích được Mẫu số liệu ghép nhóm Và chúng ta người ta sẽ cho em một cái bảng uh, Rất nhiều số liệu Và công việc của em là chúng ta phải biết cách ghép Thành nhóm các mẫu số liệu Đấy, người ta cho em một cái bảng thô và sau đó em sẽ phải biết cách xử lý sơ chế cái bảng đó đưa về dạng ghép nhóm. Thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Đấy, để cho nó chuẩn. Thì em sẽ cùng để ý bài học. Đây, đây chính là phần đặt vấn đề ở trong sách giáo khoa. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2021 đợt 1 có 344.752 thí sinh dự thi cả 3 môn toán, vật lý và hóa học theo báo vietnamnet.vn ngày 26 tháng 7 năm 2021. Giả sử điểm thi của các thí sinh này được cho trong bảng số liệu sau. Bảng này người ta có uh, tất cả thể là 5 cột. Cột thứ nhất là số thứ tự. Đấy, chúng ta có 3 cột uh, tiếp theo đó chính là điểm toán, điểm vật lý và điểm hóa học. Cuối cùng là bảng tổng điểm. Cột tổng điểm các em nhìn thấy không? Đó. Thì chúng ta có thể thấy là cái bảng này của chúng ta thì nó rất là dài và nó có rất nhiều số liệu các em nhìn thấy kìa. Số thứ tự chạy từ 1 cho đến tận 344.752. Đúng không? Đây là một cái bảng dữ liệu điểm thi đúng không? Và tổng hợp. Đó, thì nó rất là nhiều số luôn. Kéo xuống phải mỏi tay luôn. 344.000 cơ mà đúng không? Đấy và trong này chúng ta lại có cả điểm toán, điểm lý, điểm hóa và tương ứng với một mỗi một dòng này chúng ta lại có cái 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 tổng điểm của các thí sinh. Đấy. Thì bây giờ làm như thế nào để chúng ta đưa ra được cái nhận xét tổng quan về cái 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 điểm thi này. Đấy, đúng không? Chúng ta phải có những cái uh, tính toán. Chúng ta phải có tính ra những cái số liệu đặc trưng, từ đó chúng ta mới có những cái nhận xét Công nhận không nhỉ? Đó. Các trường đại học cao đẳng tuyển sinh theo tổ hợp A00 thì họ sẽ quan tâm đến tổng điểm 3 môn toán lý hóa đúng không? Chuẩn chưa? Đó. Của các thí sinh này và biểu diễn dãy số liệu về tổng điểm 3 môn của các thí sinh này như nào để các trường thấy được bức tranh tổng thể về kết quả thi. Đúng không? Nhìn vào đây thì làm sao chúng ta biết là Ví dụ như là chúng ta phải biết được cái phổ điểm đúng không nhỉ? Phổ điểm môn toán thì là uh, như thế nào? rồi tương tự lý hóa ra sao có bao nhiêu thí sinh được điểm uh, cao nhất 90 bao nhiêu thí sinh đạt điểm uh, trung bình đúng không Và bao nhiêu thí sinh đạt điểm không một hai ví dụ như thế có ai liệt không ví dụ như thế vân vân đấy đấy là uh, tra cứu ra từng môn nhé để nó nhận xét từng môn và còn có cả nhận xét tổng thể là uh, bây giờ là uh, với những tổng điểm như thế này thì các trường cần đưa ra điểm chuẩn là bao nhiêu đúng không nhỉ để gọi là gì để đáp ứng đủ cái 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 số lượng thí sinh mà người ta cần lấy năm nay. Đúng không? Kiểu như thế. Thì người ta cần lấy mức điểm bao nhiêu? Ví dụ như vậy. À thì tất nhiên rồi chúng ta phải tính toán ra được các cái thông số đặc trưng rất quan trọng. Nhưng chẳng nhẽ bây giờ ngồi tính bằng tay á? Không, đúng không? Chắc chắn chúng ta phải có những cái phần mềm tính toán rồi, chắc chắn rồi. Chúng ta có rất nhiều đúng không? Các kiểu Word Excel các thứ rất nhiều. Bây giờ của chúng ta có rất nhiều các phần mềm sao xuất thống kê nữa nhiều lắm, bây giờ rất nhiều. Đấy, cái word excel nó chỉ là một cái thôi, của chúng ta còn rất nhiều các cái phần mềm liên quan đến thống kê này hay lắm, chúng ta có thể tìm hiểu các thứ trên mạng nhé và tập dùng dần đi. đấy, thì ở đây muốn đưa ra được cái nhận xét về cái bức tranh tổng thể này, thì người ta sẽ phải chia các cái điểm này ra thành từng các cái nhóm các em đó, từng các cái nhóm, thành từng các cái nhóm điểm đó để chúng ta có cái nhìn nó được dễ hơn để cho nó đỡ bị nhiều. Thì ở đây nhiều số liệu quá đúng không? Thì mình có thể mình sẽ ghép theo từng uh, nếu mà tính theo cái thang từ 0 cho đến 10 ấy, Thì chúng ta có thể ghép theo từng ghép theo từng các cái nhóm từng các cái nhóm nhỏ mà kiểu như là nó nó đều nhau. Đấy và từ đó thì chúng ta sẽ đưa được ra các cái nhận xét nó sẽ dễ hơn. Đấy thì bài này mình tí nữa mình sẽ uh, ghép nhóm cho thầy các cái số liệu này và từ đó đưa ra nhận xét các em muốn làm được điều này chúng ta phải uh, tìm hiểu về các kiến thức trong bài ngày hôm nay đã nhé. Ừ. Rồi đầu tiên thì uh, đấy như vậy là chúng ta đã nắm được là lý do tại sao thì chúng ta phải biết cách ghép nhóm các cái mẫu số liệu rồi đấy. Đấy để thuận để thuận tiện cho các trường mà thấy được cái bức tranh tổng thể về kết quả thi thì ta sẽ biểu diễn cái dãy số liệu này về cái chỗ tổng điểm 3 môn của các thí sinh này dưới dạng đó là ghép nhóm các uh, các cái số liệu thành từng nhóm đều nhau để dễ nhìn ra vấn đề hơn, đúng không? để có cái nhìn mà trực quan hơn. Được không? Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái hoạt động 1 đầu tiên trong phần uh, giới thiệu về mẫu số liệu ghép nhóm. Chúng ta xét dữ liệu đã cho ở trong tình huống mở đầu, bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi. Câu A, mẫu số liệu về tổng điểm ta ký hiệu là T có bao nhiêu giá trị? À B. Nếu lập bảng tần số cho mẫu số liệu T thì có dễ hình dung được bức tranh tổng thể về kết quả thi hay không? Đó, vì sao? Mẫu số liệu T được mô tả dưới dạng bảng thống kê như sau. Bây giờ người ta sẽ đưa ra như thế này Một cái là tổng điểm, một cái là số thí sinh Người ta bắt đầu chia thành từng vùng Từng vùng, từng nhóm Thí dụ tổng điểm nhỏ hơn 6 Thì chúng ta có 23 bạn Rồi tổng điểm nằm trong kia gọi là nửa khoảng đúng không? Nửa khoảng từ 6 đến 7 Chúng ta có tính 6 nhưng không lấy 7 7 tức là bắt đầu để 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 làm cái mốc mở đầu cho cái nhóm sau Đấy thì người ta sẽ lấy nửa khoảng các em nhé Đấy, ví dụ như là nửa khoảng từ 6 đến 7 thì có 69 bạn. Từ 7 đến 8 thì có 192 bạn. Vân vân cho đến 28 đến 29 thì có 216 bạn và cuối cùng là từ 29 đến 30. Trong cái, cái 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 nửa khoảng cuối cùng thì người ta tính luôn cái giá trị 30 vào thì lúc này ta gọi là đoạn cũng được. Thì lúc này có 12 bạn. Thì đấy em thấy là người ta vừa rồi người ta chia nhóm. Chia nhóm đúng không? Đó, chia nhóm ra để liệt kê vào và đưa ra nó dễ nhìn ra vấn đề hơn. Đấy. Thì người ta bảo là hãy đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trong bảng thống kê trên. Đấy. Bây giờ các sẽ cùng uh, suy nghĩ và chúng ta sẽ có uh, cái câu trả lời của hoạt động này như sau. Rồi, các bạn và các em thân mến, chúng ta sẽ dễ dàng trả lời được các cái câu hỏi của bài toán với dữ liệu trong tình huống mở đầu như sau. Uh, rất là dễ thôi. Uh, người ta hỏi mẫu số liệu về tổng điểm này ký hiệu là T thì có tất cả bao nhiêu giá trị? Thì chúng ta có thể nhận thấy ngay đó là trong bảng này. Đúng không? Trong cái bảng lúc nãy thì người ta cho em tất cả đó là 344.752 thí sinh dự thi nên tất cả thẻ chúng ta cũng sẽ có 344.752 giá trị. 344.752 giá trị. Mỗi một cái giá trị là một cái số liệu đấy các em, đúng không? Đó là một cái số liệu Chúng ta uh, tổng hợp được. Đấy, vì chúng ta có ngần này thí sinh thì tất nhiên chúng ta sẽ có ngần này về số liệu uh, giá trị rồi. Ở trong câu B, người ta bảo là nếu là bảng tần số cho mẫu số liệu T thì liệu có dễ hình dung ra được bức tranh tổng thể về kết quả thi hay không? Vì sao? Các bạn nhớ cái bảng tần số chứ. Bảng tần số có nghĩa là uh, với uh, chúng ta liệt kê hết một loạt ra là với cái uh, đây một bên là xy nào đó đúng không Còn một bên là tần số xuất hiện là N Các lớp còn nhớ không Thí dụ như là uh, điểm mà uh, uh, 20 điểm thì có bao nhiêu bạn này vân vân rồi 23 điểm thì vân vân kiểu như thế chúng ta hiểu ý không nhỉ đó thì liệu chúng ta có uh, mô tả được như thế không thì uh, câu trả lời chắc chắn là sẽ rất là khó tại vì các cái mức tổng điểm của các thí sinh trong trường này rất đa dạng nó không phải đơn thuần chỉ là tổng là nguyên đẹp đâu mà nó cũng không phải ít giá trị cái biết là tổng điểm thì nó có nhiều các cái mức điểm kìa nó cũng có thể là nó 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 còn lẻ cơ đúng không chúng ta, chúng ta xem mà xem có nhiều các cái điểm nó có thể lẻ 6 sáu điểm rưỡi rồi 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 bảy phẩy hai vân vân thế nên là khi mà tổng điểm lại thì các cái này nó rất là nhiều và rất là đa dạng nếu bây giờ ta ngồi ta liệt kê là à, 20 điểm gần lẻ bạn, 20,25 gần lẻ bạn, 20,5 thì số nó, nó thì nó quá là mệt mỏi luôn, đúng không? Và ngồi đếm lúc thế ra như thế này thì 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 nó cũng không có ý nghĩa gì. Đấy. Mọi khi nhá, nó chỉ có ít ít tức là các cái giá trị nó chỉ lặp đi lặp lại như thế. Đúng không? Ví dụ như là uh, ví dụ đơn giản nó chỉ có 15, 20, 25, 30 ví dụ như thế cùng lắm thì nó là 21, 22 cho đến 30 ờ uh, thì còn được thì ngồi đếm ra gần ý, còn bây giờ có nhiều cái đa dạng lắm, ngồi kể ra đủ mệt rồi, đúng không? thì không còn ý nghĩa nữa ở đây. chưa ta hiểu vấn đề chưa? như vậy nếu chúng ta lập bảng tần số cho cái mẫu số liệu tổng điểm T này, thì chúng ta cũng không thể hình dung được cái bức tranh tổng thể về kết quả thi, vì tổng điểm thi ba bài ba cái ba môn của ba của các cái thí sinh này, thì nó có rất nhiều các cái giá trị khác nhau rất đa dạng, đúng không nhỉ? đó dẫn đến việc mình lập ra cái bảng tần số thì nó rất là dài và phức tạp và nó cũng không có tác dụng gì nhiều lắm ở đây chúng ta hiểu vấn đề rồi nhé ừ. chưa hồi trước ấy, khi mà lập bảng số liệu mà không ghép nhóm ấy thì chúng ta rất hay tính ra cái bảng tìm ra cái bảng tần số đúng không bảng tần số đấy có cái này thì không thể rồi bây giờ chủ đấy là khi b nhá cái này không thể rồi thì nó không dễ hình dung ra được đâu và chúng ta trả lời câu C. Ta trả lời câu C. Đó là từ cái mẫu số liệu T được mô tả ở trong bảng này thì bây giờ người ta ghép thử nhóm cho các em như ở trên. Đấy. tổng điểm thì nó cũng đa dạng mà. Có những bạn tổng điểm có thể dưới 10 điểm là bình thường, có những bạn 10 điểm 3 môn này ví dụ thế. Đấy thì người ta có thể chia ra là dưới 6 này, từ 6 đến 7, từ 7 đến 8 này, vân vân cho đến 29, 30 là mắc nhất rồi đấy Thì người ta sẽ chia ra thành các nhóm như thế này Em thấy không? Trong mỗi một nhóm thì cái biên độ, cái độ rộng của nó nhé Tức là hiệu số giữa hai cái giá trị biên Đúng không nhỉ? Đó, em thấy chỗ này nó bằng một đơn vị nó rất là đều nhau Chúng ta thấy không? Đó, thì đây là người ta ghép nhóm mẫu cho các em rồi đấy Và sau đó thì người ta sẽ gom gom lại như thế Người ta đếm số thí sinh người ta viết ở dưới đó, thì cái này chúng ta sẽ dễ hình dung ra hơn. Tức là uh, chúng ta sẽ dễ cộng trừ hơn các thứ để hiểu là để hiểu là bây giờ nhé. Nếu chúng ta cần lấy một cái mức điểm từ bao nhiêu đó trở lên ấy, ừ. Ví dụ như là điểm chuẩn là 20 chẳng hạn Đấy thì chúng ta sẽ chỉ cần nhìn một phát là những cái nhóm nào mà từ 20 trở lên Đấy 20 trở lên thì chúng ta có thể gom tất cả những cái bọn đằng sau lại hoặc là chúng ta khi mà người ta uh, quy cái điểm chuẩn cho uh, từng uh, cho cho từng ngành ấy, kiểu như thế thì người ta sẽ dễ dàng tìm ra được luôn cái loạt là bao nhiêu đến bao nhiêu luôn ở mức này ví dụ như 20 mươi rồi hai 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 mươi đến 21, ví dụ như thế người ta sẽ tìm ra người ta người ta b một phát vào được luôn chứ không cần phải ngồi để chọn chọn lựa lựa từng cái nữa người ta sẽ đếm được ngay là trong cái vùng tầm từ hai này đến hai mấy đến hai mấy này thì có bao nhiêu người rồi từ đó người ta cứ lấy từ cao xuống thấp cho đủ các thứ chỉ tiêu ví dụ như thế đúng không đấy người ta sẽ lấy theo từng vùng từng lớp như thế thì nó sẽ dễ hơn từ bảng thống kê trên thì ta có thể thấy rằng là số lượng thí sinh mà đạt tổng điểm 3 môn trong từng nhóm điểm là ta sẽ thấy được ngay từ cái bảng này. Thí dụ em nhìn thấy ngay là số thí sinh có tổng điểm 3 môn mà nhỏ hơn 6 điểm. Trong này là 23 bạn. Đọc được luôn. Đúng không nhỉ? không cần phải uh, lọc lựa từng người các thứ ra được nữa. Đó và chúng ta thấy nó sẽ gọn luôn, gọn đẹp luôn. Rồi thủ, số thí sinh có tổng điểm ba môn từ 6 cho đến dưới 7 điểm, chúng ta đọc như thế nhé Tại vì không lấy 7, Thì ta đọc là dưới 7. Thì uh, 69 bạn, tương tự như thế cho các cái vùng khác, các cái nhóm khác. Chúng ta hiểu không? Đấy. Chúng ta hiểu chưa nhỉ? Đấy. Thay cho việc là chúng ta do quá nhiều số liệu nên không có thời gian để mà đi gọi là xăm soi vào từng cái số liệu nhỏ nhỏ một đúng không mà phải nhìn ra một cái thế nào gọi là nhìn ra một cái vĩ mô hơn nhìn ra một cái bức tranh tổng thể một cách toàn diện hơn đấy thì nhìn như vậy nó sẽ dễ hơn nhìn nó từng nhóm chưa hiểu chưa Chứ... còn tất nhiên rồi trong các cái phần phần trong các cái tính toán của mình trong các cái excel rồi trong các cái phần mềm xác uh, suất thống kê các thứ ấy, trong các phần mềm liên quan đến thống kê thì tất nhiên là uh, người ta cũng có các cái công cụ để các em có thể truy xuất dữ liệu được rồi em muốn tìm ra uh, người nào tên gì rồi điểm bao nhiêu thực ra thì cũng tìm ra nhanh thôi đúng không ở đây thì chúng ta đang muốn nói đến cái, cái, cái nguyên lý cái nguyên lý là, là làm thế nào để nhận xét được một cái bảng số liệu lớn như thế này còn tất nhiên về sau khi mà em đi làm các thứ có khi em còn làm với các cái bảng số liệu có khi còn to hơn nữa ừ. và nó còn đa dạng các thứ là còn nhiều số liệu phức tạp nữa đấy thì chúng ta cũng phải học để biết cách tính toán các cái này cái này thì ở trong phần chương trình tin học thì các thầy cô sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho em cách gọi là uh, gọi là biết cách các cái tính toán này nhá ừ. chúng ta hiểu không? còn đây là chúng ta đang học về mặt nguyên lý đó. học nguyên lý xem cái cách hiểu cách xây dựng nó như thế nào để cho nó đúng chuẩn cái ý nghĩa thống kê nhớ là như thế Đấy. vậy thì từ đây thì chúng ta dẫn đến điều gì chúng ta có cái định nghĩa mẫu số liệu ghép nhóm là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số của các nhóm số liệu đó mỗi một nhóm số liệu này thì chính là một tập hợp gồm các cái giá trị của số liệu nhưng được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định nào đó nhóm số liệu này thì thường cho dưới dạng nửa khoảng từ a đến b trong đó lấy a vuông b tròn đấy ừ. và a người ta gọi là đầu mút bên trái còn b là đầu mút phải đó người ta sẽ cố gắng chia ra làm sao để cho các cái khoảng này nửa khoảng này làm sao thì nó có cái biên độ mà nó độ rộng thì nó đều nhau riêng cái 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 nhóm cuối cùng thì người ta có thể lấy luôn cái giá trị cuối cho vào thêm một đoạn luôn công nhận không tại vì các cái giữa thì người ta mới sẻ sẻ ra một cái cuối cùng thì nó ở trong nhóm cuối luôn nhận xét mẫu số liệu ghép nhóm được dùng khi ta không thể không thể thu thập được số thu thập được số liệu chính xác hoặc là do yêu cầu của bài toán mà ta phải biểu diễn mẫu số liệu này dưới dạng ghép nhóm để thuận lợi cho việc tổ chức đọc và phân tích số liệu đó cái thứ nhất nhá có thể có nhiều bài không phải số liệu nào nó cũng đẹp đâu có những cái bài thì ví dụ số đẹp luôn từ 1 đến 30 nó chỉ có 1 2 3 4 thì ngồi đếm nó có khi dễ. Đây bây giờ có những cái bài cứ 6,25 rồi 3,5 rồi 7, gì đó vân vân nó có thể rất đa dạng. Đúng không? Đó. Và có những cái bài có những cái có cái những trường hợp chúng ta còn phải làm tròn điểm lên, làm tròn điểm xuống vân vân. Thế nên đây chúng ta sẽ chỉ, chỉ biết được cái khoảng của nó thôi. Đúng không? Có những bài chúng ta không thể đo đạc được chính xác cái số liệu ấy chẳng hạn. Một cách đấy tương đối thì tuyệt đối không đo được chẳng hạn đúng không? thì chúng ta sẽ đưa về các khoảng không chỉ có các khoảng của uh, các cái số liệu đơn giản này thôi đâu nhé mà chúng ta còn có các cái khoảng về khoảng chiều cao cân nặng này, khoảng về các cái tuổi tuổi uh, dân số này rồi tuổi của cây uh, trồng cây rừng trồng ấy vân vân các thứ chúng ta sẽ biết được ngay là nó nằm trong các cái khoảng nào luôn nhiều khi không đo được chính xác luôn luôn là bao nhiêu đâu đúng không đó thì chỉ biết rằng là có ngần này cây có ngần này số là nó nằm trong cái vùng khoảng này à chỉ biết như thế đúng không không thể chỉ mặt đặt tên ra là cái uh, cây này cây này cái người này người này là bao nhiêu tuổi bao nhiêu tuổi một tuổi rưỡi hay là một bảy tuổi vân vân chỉ biết là từ ví dụ 18 tuổi đến 20 tuổi thôi chứ thời gian đông bây giờ ngồi đo xem người ta bao nhiêu tuổi rồi thì không, không có thể nó nó tương đối đúng không đúng không? Biết được người đấy đến sinh nhật chưa hay là chưa qua sinh nhật để mà biết được là chính xác người ấy là 18 tuổi, 20 tuổi. À đúng rồi. Ví dụ như thế. Ta hiểu không? Ừ. Thì đấy là những cái nhóm số liệu nhé, ví dụ thế. Ừ. Và có um, đấy và trong những trường hợp mà các cái số liệu quá nhiều, quá dài, quá lớn, phức tạp đấy mà chúng ta muốn nhận xét một cách tổng thể để đọc và phân tích truy xuất dữ liệu từ đó thì chúng ta phải ghép nhóm để đọc được dễ hơn và thuận tiện hơn. Trong một số trường hợp thì mẫu số liệu cái nhóm cuối cùng ấy sẽ có thể lấy luôn đầu mút bên phải giống như thầy vừa dặn nhé. Đó. Đấy, như vậy là cái này chúng ta hiểu vấn đề rồi nhé. Ok.